ta bước vào là chủ hợp đồng thì bà ấy phải đi vào thì người ta mới đi được. Và phải ta ký giấy thì người ta mới đi cho mang ra ngoài. Cái thằng Nha Trang ra đây nó đặt vô mà cũng quên chân rộng xem. Nó không đặt... Bây giờ thì mình vượt qua trong lần sau của con một cái làm. Cái thằng Nha Trang ở Sài Gòn là người ta người ta ở Nha Trang làm cho nó mấy kiểu cái đây thì đấy. Mỗi thứ 500 cái. Con nhớ thằng Trinh Nha Trang rồi. Nhưng mà đường sau của ta thì chị với bà nó lên là nghề họ xem, nghề xem thì bận quá, không làm gì.